Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Vậy gì bà? Rắn á. Đời đó. Con, một miếng nữa nha chú. Dán cái gì mà đau chịu không nổi luôn á. Cầm cái kiếm để tự dán cho. Dán con nhẹ nhàng mềm mỏng người ta không đau. Dán cái gì mà đau quá trời quá đất luôn à. Bên đây nghe chú. Thấy rồi, con mắt đâu có đuôi đâu. Đi coi coi coi. Rồi, ngay đó đúng không? Dạ. Dán cái dán nhẹ nhẹ à. Đó, cái nhẹ nhàng gì có đau không? Ủa sao nó lọt qua bên rồi ta? Trời ơi, ông ơi, ông dán vô kiến kìa ông. Vậy hả? Út chay, út chay, có ai cứu tôi với? Ông về rồi. Ủa, ba về sớm vậy? Nhà nó đi cao tốc cho nên nhanh được chút. Ngọc, dạ, đem xuống bếp cho ba. Vậy gì ba? Rắn á. Đời đó. Cái thằng gì vậy? Hình như con thỏ nó chui vô đây. Đâu có, tôi thấy con thỏ chạy qua đó mà. Cãi tôi hoài. Đó là lý do mà anh sợ rắn đó ba. Ba ơi, con còn ba là vướng ve con ngắn cơm biết cái đi đi con lại ba đó, con năn nỉ ba đó. Không mà con cắn lưỡi con chết đó. Thôi được rồi, để em đi cột nó rồi em đi cất cho. Lẹ đi. Tao bắt cỡ với cái thằng này luôn. Nó cãi nó đi, cái ghê quá à. Hình như nó đằng sau lưng mày kìa. Nghĩ mày cũng sợ. Con xẻo cho ba vừa lòng đó. Làm cái gì mà anh cứ lục đục quầy vậy? Làm sao mà em ngủ được? Em ơi, có khi nào mấy con rắn nó mà em đó nhốt nó kỹ chưa, buộc nó kỹ chưa? Em đã cột rất là chặt rồi, bây giờ mà có cánh đi nữa nó cũng không có bay được đâu. Anh làm ơn đi ngủ giùm em đi. Thiệt không vậy? Thiệt mà. Thôi em chịu khó cho anh mượn cái mền đi. Không có con nào trong đó nó chạy ra ngoài, tôi quyên sinh cho mấy người vừa lòng đó. Có không? Có con nào không? Sao mềm xèo vậy? Chết rồi. Cái thằng điên kia, mày đánh đi. Đi kiểm tra đi con. Không có kìa. Gắn kìa. Ai, mày
im đi nghe. Không phải con rắn hả? Dạ, cái này là sợi dây cột rắn mà. Tôi biết rồi, nãy tôi rắn thôi. Tưởng là nó bò đi đâu vậy ta? Không, 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 bây giờ bình tĩnh, bình tĩnh. Nó bò đi đâu? Nó chỉ lòng vòng ở trong nhà này thôi. Bây giờ mọi người chia nhau đi tìm, hiểu chưa? Dạ. Nó bò đi đâu rồi kìa? Sao mà em đi bắt được, trời ơi? Thôi đừng có bỏ anh mà, anh làm không lại nó đâu. Đi lại đi. Đã nói rồi, buộc nó buộc cái cây đi, buộc lỏng lẻo giờ nó xảy ra. Biết rồi, bà nhớ hình như ở trong đó toàn là rắn rắn độc không à? Trời ơi, rắn độc à? Trời ơi, biết rắn độc còn đem nó về đây, ba còn độc hơn nó nữa. Mày lấy ai mày? Mày im giùm đi, mày đừng có làm tao rối. Còn không im á, tại bà đi. Bây giờ bà tính đi, bà tính cho bà tính nhà con mà thấy lần nữa con đập đầu con chết thì ba vừa làm hai dạ đó. Bây giờ mày nín trong tay cái chứ chưa? Sao nín được rắn kìa? Đừng có la nữa. Bây giờ đang đi tìm đây nè. Cô ơi, con nghĩ là nó bị lỏng dây đó cô. Không được đâu. Này là rắn độc không à. Mình phải kêu người về bắt mới được á. Dạ không sao đâu. Chắc nó bò đâu đây à. Cô để con tìm cho. Không được. Rắn có độc á, nó cắn chị chết queo luôn á. Không sao đâu. Tôi từng sống trên núi mà. Mấy con này chỉ là chuyện nhỏ à. Cái gì ngộ vậy ta? Cái gì vậy trời? Vụ gì đây? Cái gì vậy? Hả? Từ giờ tới lúc bắt được mấy con rắn á, mọi người phải mang cái này vô nha. Kể cả lúc ngủ cũng phải mang nha. Ăn cũng phải mang, đi toilet cũng phải mang luôn á. Trời đất ơi, mang cái này vô khó chịu muốn chết luôn. Sao mà ngủ được anh? Khó chịu cái gì mà khó chịu. Em biết mấy con rắn độc á, nó mổ một cái là chết queo luôn á. Đúng rồi, nó nói cũng đúng. Thôi mấy đứa mang vô đi. Chọn đi mọi người, chọn đi. Làm quá. Có cái sơn màu rồi. Nó không có dám bu vô đâu. Rắn độc là rắn có độc hay không có độc ta? Thôi ngu quá đi. Rắn độc là đương nhiên nó phải có độc mới gọi là rắn độc chứ. Thì em không biết, em có quyền em hỏi thôi. Đúng rồi. Làm chi à? Rắn có độc thì người ta mới gọi là rắn độc đó. Ước gì mình cũng có độc ha. Chi à? Con nhỏ này tào lao à. Ước gì ngu vậy con? Từ giờ trở đi, mọi người phải hết sức cẩn thận nghe chưa? Đề cao cảnh giác. Nếu mà nó cắn con thì con sẽ lập tức cắn lại nó. Em đừng có nhảy, lỡ con rắn nó giật mình, nó nhảy nó cắn em đó. Đâu, rắn đâu. Ủa vậy hả? Trời ơi, cảm ơn nha. Rồi. Bực bội quá. Ủa, ông tháo ra con rắn nó cắn ông đó. Chúng tư mới gọi điện lên nói là cũng phải, nó phải rắn độc. Vậy là tốt rồi. Trời ơi. Ủa. Công à. Sao mọi người cởi ủng ra hết vậy? Không phải rắn độc con ơi, đừng có lo à. Trời ơi, làm con mang ba cái ủng này khó chịu muốn chết luôn à. Ủa, mà chú đâu rồi con? Dạ, con thấy chú ở trong phòng đó cô. Anh ơi, xuống đây nè. Trời ơi, sao lại cãi ủng nó hết vậy? Mang vô đi con rắn nó cắn bây giờ đó. Dạ, chú ơi, con đó không phải rắn độc đâu chú. Không phải rắn độc nhưng mà nó cũng là con rắn. Thiệt, mọi người y lắm nha, chưa bị rắn cắn bao giờ chưa biết đúng không? Anh làm lố quá à. Tôi mặc kệ mấy người nha, bị nó cắn đừng có đổ thừa tôi nha. Tôi không có biết gì đâu đó. Cái này cộng với nịch mà chú. Cái nịch của tôi mà. Cái gì vậy? Sao tự nhiên em đang ngủ mà anh bật đèn? Trời đất ơi, cái gì vậy? Phòng ngừa lỡ mấy con rắn nó chui vô phòng mình sao? Anh đi ngủ giùm em thì được không? Ừ. Nè, anh đang làm gì vậy? Đi chuẩn bị đi ngủ. Anh đi ngủ? Mà anh tính mặc nguyên bộ đồ vậy đó hả? Ừ. Thôi vậy đi, lỡ rắn chui vô cắn anh sao? Trời ơi là trời. Em cứ ngủ đi, đừng lo cho anh.
Thèm sợ chứ. Đi xuống con. Mày đâu hết rồi? Ngon ở đây. Chuyến này tao chuẩn bị đầy đủ đồ chơi hết rồi nè con. Có súng, có xả nè. Vô đây tao xả súng mày luôn. Có bột nữa nè. Đó. Tao gắt tao làm xào xả ớt mày luôn nè. Chiên xù luôn nè con. Mày ngon ở đây. Đâu rồi? Ai gánh nè? Gánh nè? Cái gì vậy? Ai? Hai cái gì? Mày đi đâu? Mày đi ở đâu? Mày đi đừng có la. Nó bay không? Bắt đi, bắt đi. Nó chỉ cái gì vậy? Đâu? Đừng có lại gần. Đừng có lại gần. Ở đâu? Nghe nghe nó chứ cái coi con. Coi chừng á, coi chừng, coi chừng á. Ơi, coi chừng nó chạy ra. Rắc bột vô, rắc bột vô nó. Rắc vô. Cái này đâu phải con rắn đâu chú. Ủa? Cà vạt của tao. Vậy mà là con rắn. Thiệt tình à. Trời đất ơi, anh đang làm gì vậy hả? Từ giờ cho tới lúc chưa tìm được con rắn, anh sẽ nằm ở trên đây. Nằm ở trên đây anh cảm thấy an toàn hơn là nằm dưới giường. Sáng sớm mà la lối ông sòm. Chú lại thấy rắn kìa cô. Mình có nên lên xem thử không cô? Không cần đâu. Chắc ảnh lại thấy dây nịch rồi tưởng là con rắn nữa chứ gì. Ây, ba la hoài mà không biết khen tiếng gì trơn trời. Chắc là ba lại gặp cái gì nữa rồi đó. Này, đừng lại đây nha. Đầu đó, đừng lại đây nha. Chú ơi, chú ơi, chú ơi. Ăn cơm gì mà ăn, rắn kìa. Nó bò dưới ổng kìa. Ủa? Ủa, con rắn thiệt nè. Đừng gặp mấy ơi. Đừng gặp mấy. Đừng có làm gì nguy hiểm lắm. Ngọc ơi Ngọc, ta nói là mấy con rắn đó, tâm ý nó bắt hết rồi, nó trả cho người ta hết rồi. Con biết rồi, nhưng mà ba ơi, có khi nào mấy con rắn đó nó đẻ trứng ở trong trà mình không ba? Ông quan tưởng vừa vừa thôi. Không phải đâu. Tại vì con thấy có một con rắn cái bụng nó bự lắm. Giống như là có chữa. Giống như cái bụng của ba vậy đó. Nó bự lắm. Con nghĩ thế nào nó cũng để trứng ở trong nhà mình à. Tào lao quá đi à. Nó lên cơn nữa rồi. Ê, này, trứng rắn vậy con. Bây giờ con trứng rắn không tin con. Nó bự ghê luôn á. Ủa sao nó tin được hay vậy? Trái bông bàn ông ơi. Trái bình bông. Này thiệt luôn á, làm giật mình à.